Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách trồng mùng tơi, lá nó bự nha các bạn ha, và nó tươi tốt nha mọi người ha. Thì cũng như là hình ảnh các bạn đang xem nè, thì nhìn nó rất là tươi tốt. Để mình quay sơ một vòng cho các bạn xem, rồi mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm trồng cây mùng tơi này nó lên đều cũng như là lá nó tươi tốt và bự nha các bạn. Để cho các bạn nào cũng như là trồng kinh doanh cũng như là trồng ở nhà thì các bạn cũng có chút kinh nghiệm nha. Thì đây cũng là một kinh nghiệm thực tế của mình thôi các bạn. Để mình dạch ra cho các bạn xem nè. Lên rất là đều luôn nha mọi người ha. Đây. Lên rất là đều để mình lấy cho giờ lá cho bạn xem nè, nhìn rất là đã mọi người ha. Thì cái mùng tơi này nếu mà ở ngoài thị trường thì người ta hay mua lắm các bạn, tại vì ví dụ như mấy cái chỗ mà người ta bán lẩu á thì người ta hay mua về để người ta kinh doanh bán lẩu này nọ các bạn, như là rau sạch này nọ các bạn. Để quay sơ cho các bạn xem nè. Thì bởi vậy nó có một cái thị trường khá là ổn định á. Nếu như mà các bạn trồng cái loại cây này á thì mình thấy là thu hoạch nó ổn định lắm các bạn, vì cái phân thuốc mà mình bỏ ra các bạn nó cũng không có nhiều nữa các bạn. Thì các bạn nên trồng, nếu như mà các bạn có một cái miếng đất nhỏ thì các bạn nên trồng cái loại cây này ha. Lên rất là đều ha. Còn trên thị trường thì có nhiều giống mùng tơi lắm các bạn. Nói chung là mùng tơi leo vàng cũng có, mùng tơi thân mập. Ở đây là mùng tơi thân mập nha các bạn ha. Thì nó lùng lùng cái này là mình cắt rồi mình thu hoạch cho các bạn. Thu hoạch nó cũng dễ nữa. Để mình đi tới để mình quay cho các bạn xem cái luống này ha. Nhìn rất là đều mọi người. Thì trồng cái này thì đầu tiên á, bạn muốn trồng mà nó chuẩn á thì bạn phải bạn chọn giống ha. Hiện đang ở chỗ những cái nơi mà bán hạt giống á thì một test như vậy thì chỉ có hai mấy ngàn thôi các bạn. Còn nếu như mà các bạn mà mua không có thì các bạn cứ liên hệ mình, mình sẽ mua mình ship qua cho các bạn ha. Thì một bịch vậy cũng khoảng hai mấy ngàn thôi các bạn, cũng khá rẻ ha. Mà các bạn trồng như vậy thì cái loại này được cái và khi mà bạn thu hoạch á thì nó sẽ lên lại các bạn. Có nghĩa là bạn cắt gốc ngang nó xong rồi thì nó khoảng thời gian sau tuần lễ gì đó thì nó sẽ lên ha. Thì cái cây này cũng là một cái loại cây nó ngắn ngày lắm các bạn, thì tầm khoảng tháng là mình thu hoạch được rồi. Nó lên cỡ này là mình thu hoạch được các bạn. Đây, quay sơ cho xa cho các bạn xem nè. Đó, thì trong cái này á thì đầu tiên các bạn mua một cái tép hạt về, sau đó các bạn phải ngâm trong cái nước ấm nha các bạn. Nước ấm này tầm khoảng 30 đến 40 độ C thôi. Và bạn ngâm tâu tầm khoảng là 4 tiếng đồng hồ á, rồi các bạn vớt ra và bạn lựa những cái hạt lép á, bạn bỏ đi. Và trồng cái này thì nếu như mà trồng ở nhà thì bạn nên trồng thưa thôi. Còn như trồng kinh doanh như mình ở đây thì mình sẽ trồng nó gần hơn, bạn cho nó dày các bạn. Tại vì mình bón phân cũng như là xịt thuốc nó thường. Ở đây nè, ở đây là một cái clip là mình cắt ngang nè các bạn. Thì khoảng một tuần sau là nó sẽ lên lại các bạn ha. Thì khi mà các bạn cắt ngang như vậy nè thì bạn nên, ở đây là mình kinh doanh, ngày nào mình cũng phải cắt hết nha các bạn ha. Còn nếu như mà các bạn cắt liền, các bạn ăn hết một cái khu vườn nhỏ của các bạn á, thì các bạn nên bón cho nó một cái chút phân chuồn cũng như là phân NPK các bạn, một lớp mỏng thôi. Rồi sau đó các bạn tưới nước đều á thì nó sẽ mau và nó phát lại nha các bạn ha. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ của mình á. Thì bạn nào đang xem video của mình á mà thấy mình chia sẻ được á thì hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như là bên dưới có nút đăng ký á thì bạn bấm vào cái nút đăng ký ha. Thì rảnh thì mình sẽ ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem nha các bạn ha. Đó, nhìn rất là đều mọi người ha, cái vườn mùng tơi nè các bạn, đúng chất rau sạch luôn nha các bạn ha. Rất là ok, lên rất là đều, rất là đẹp luôn. Đó, quay sơ cho bạn xem nè. Nhìn cái vườn mùng tơi này là muốn ăn liền các bạn. Đó. Cái này thì nó cũng hơi bị vàng lá tí các bạn, nhưng mà cũng tới ngày thu hoạch rồi nên cũng không có phải cần xịt thuốc nhiều nữa các bạn. Cái này là mình thu hoạch là ở chuẩn rồi. Đó, còn giống như bệnh á, thì này nọ thì mình sẽ dành một cái video khác mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì trong cái phần danh sách phát của mình á, thì kỳ trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một cái kỹ thuật là trồng cây mùng tơi để kinh doanh các bạn. Thì các bạn có thể xem lại ha. Đây các bạn, đây là mình thu hoạch rồi nè các bạn, và nó còn cái gốc nè. Bây giờ là chỉ việc là bón phân thôi. Phân NPK là quá chuẩn các bạn. Còn nếu như các bạn mà có vốn nữa thì các bạn thêm phân nào ok hơn tí nữa, ví dụ như chung dư lượng nha các bạn. Còn đây là đòn nè các bạn, cái này là nó bị thiếu phân nhiều nè. Đây mình cũng bón phân ít các bạn, tại vì trồng kinh doanh mà các bạn, bón phân nhiều hơi lỗ, bón phân vừa tay thôi các bạn, nó hơi vàng là bị thiếu phân á. Đây các bạn, đây, dạch ra cho các bạn xem nè. Đất ở đây là mình sử dụng đất thịt nha các bạn ha.
và các bạn cố gắng là bạn đảm bảo cái độ ẩm cho nó nha, tại vì nó thích cái độ ẩm nhiều hơn. Một ngày như vậy thì bạn nên tưới nước là 2 lần, và theo cái kinh nghiệm của mình là mình tưới vào buổi sáng và cái buổi chiều nha các bạn, thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt nha. Đó, là xa xa khi có ống nước các bạn, còn bên tay trái mình á là có cái vườn cải nha các bạn, thì kỳ trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi đó, thì các bạn có thể xem lại nha. Ở đây bên phải thì mình trồng cây mùng tơi, còn bên trái là mình trồng cây cải nha các bạn, cây cải bẹ xanh. Ở đây quay cho các bạn xem nè, nó nhìn rất là chuẩn mọi người ha, rất là đã luôn. Thì bạn trồng rau này nếu mà bạn nên ra ngoài chợ đầu mối các bạn hợp đồng á, thì bạn sẽ có cái giá nó cao hơn, chứ mà bạn bỏ mối mấy người mà bán chợ riêng á, bởi chừng ít á, thì cái giá nó không có được chuẩn các bạn. Còn như bạn nào trồng sân thượng thì bạn mua chừng tép 2 tép thôi là bạn trồng là bạn ăn cũng rất là lâu các bạn ha. Tại vì này nó nếu mà nó ăn được cả năm luôn các bạn, là do bạn biết cách trồng á. Một tép như vậy á, khoảng 1 tháng như vậy là bạn thu hoạch rồi, và bạn cứ bón phân cho nó và nó sẽ lên lại những cái cây con nha các bạn. Đó, ở đây là mình ở cặp lộ nha các bạn ha, quay mấy vườn cho các bạn xem nè, nó nhìn rất là tươi tốt mọi người ha. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như bên dưới cái nút đăng ký á, thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ha, để kênh mình phát triển nha các bạn. Đó, nhìn rất là đều mọi người ha. Thì bạn nào mà có cái nhu cầu mà về trồng cái cây gì á, thì các bạn chưa có tìm được trên YouTube á, thì các bạn cứ comment bên dưới ha, thì mình rảnh thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng về cái cây mà bạn yêu cầu ha. Ở đây mình có chuẩn bị rơm rồi các bạn, khi mà trồng á thì mình đắp một lớp đất mỏng thôi, sau đó mình sẽ để rơm lên. Rơm ở đây mình nên chọn cái rơm khô nha các bạn ha. Và tốt nhất là bạn ra cái chỗ bán rơm á, bạn mua những cuộn rơm cũ á, các bạn lựa mấy cuộn rơm cũ á, thì nó sẽ tốt hơn là những cái cuộn rơm mà mới vừa cuốn xong nha các bạn. Thì một cuộn rơm bây giờ thì tầm khoảng là 25.000 đến 30.000 tùy theo thời điểm nha các bạn ha. Các bạn nhìn rất là đã người ha, để quay cận cảnh cho các bạn xem về cây mùng tơi nè. Quay chút xíu nữa thì mình ngưng nha các bạn. Ý là hôm nay là chia sẻ cho các bạn cái vườn mùng tơi của mình thôi, cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về cách trồng mùng tơi của riêng mình nha các bạn. Thì có lẽ là nó không đúng 100% đâu các bạn, tại vì mình là dân tay ngang mà các bạn, mình trồng lên thấy nó đều á thì mình cũng chia sẻ cho các bạn thôi. Đó các bạn, mình rất đã mọi người ha. Để đi tới bên kia quay cho bạn xem cái nữa là mình sẽ kết thúc ha. Để mình quay vòng vòng cho các bạn xem nè. Nó xa xa kia là bên tay phải mình là cải nha các bạn. Rồi mình có mấy cái luống là mình đã cắt rồi các bạn. Thì thôi video mình quay ngắn tới đây thôi nha các bạn ha. Thì bạn nào chưa like thì hãy like cho mình nha các bạn. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Rồi mình xin được chào.